Chào các bạn nhé, lại là mình Nhật XP đây. Thì hôm nay mình lại lên một cái video để giới thiệu cho các bạn biết một cái máy rửa bát mà hiện tại nhà mình đang sử dụng. Mình làm video này với mục đích là để chia sẻ cho các bạn tham khảo xem là có cần thiết phải mua ra máy rửa bát không, và máy rửa bát này có đắt không, và nó chi phí sử dụng cái máy này nó có tốn không đấy các bạn nhé. Và mình sẽ trả lời một số câu hỏi của các bạn chưa dùng máy rửa bát bao giờ, chẳng hạn như là máy rửa bát này rửa được nhiều đồ không này, có sạch không đấy, và nguyên lý hoạt động của nó như thế nào. Thì hôm nay mình làm một cái video này để chia sẻ thôi, chia sẻ giống như là người dùng đánh giá đã được sử dụng để cho các bạn tham khảo, chứ mình cái máy này mình không bán các bạn nhé. Cái máy này nhà mình đang mua, lúc mình mua mình đã tìm hiểu kỹ về nhiều loại máy rồi. Thì cái máy này là mình mua là cái nhãn hiệu là GlanZ, có nghĩa là cái nhãn hiệu này là của Trung Quốc thôi, nhưng mà mình thì không quan tâm lắm là nó của nước nào, mà mình chỉ quan tâm đến những cái tiêu chí là thứ nhất là nó bao nhiêu tiền này, rửa được nhiều không, rửa có sạch không đấy, và chức năng của nó như thế nào, có nhiều chức năng không. Thì mình tìm hiểu so với các loại máy rửa bát khác thì là tính năng của nó tương đương nhau mà giá thành thì nó rẻ hơn, nên mình chọn cái máy này. Và bây giờ mình sẽ đến cái mục mục gì nhỉ, đầu tiên trước hết là trả lời nhanh cho các bạn hỏi là xem cái máy này bao nhiêu tiền và sử dụng có tốn không, và dùng thì có rửa có sạch có nhanh không so với mình rửa tay. Thì cái máy này là mình mua là lúc lúc thời điểm mình mua là hơn 9 triệu các bạn nhé đấy, và nhưng mà chi phí sử dụng thì nó cũng không rẻ đâu, tức là cũng so với người nào mình chưa dùng bao giờ thì nghĩ là rẻ, nhưng mà nó cũng ở cái mức nói chung là chấp nhận được, cũng không phải là đắt. Có nghĩa là theo mình tính toán mỗi một tiền điện thì nó theo nhà sản xuất công bố thì nó mỗi mỗi một lần rửa chỉ hết một số điện này, hết một số điện đấy, thứ nhất là thế. Còn thứ hai nữa là tiền điện thì nó cũng không hết mấy đâu, nhưng mà nó cộng cả những cái tiền gọi là cái bột rửa bát chuyên dụng này, cộng thêm cái nước cứng nữa này, thì một tháng đâu đó bạn cũng phải, có nghĩa là mình tính sơ sơ là khoảng độ 300.000, 200.000, 250 đấy các bạn nhá, cả cộng cả tiền điện và thứ thứ đấy. Đấy, nhưng mà nó lại cũng giúp được giải quyết được 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 nhiều công việc cho mình để mình nhàn hơn. Cái máy rửa bát này đấy là so mình rửa tay nhá, thì mình nói này, so mình rửa tay thì nó thậm chí sạch hơn cả mình rửa tay nhá, không phải mình nói điêu đâu, tí là mình sẽ phân tích kỹ hơn về cái nguyên lý và tại sao lại rửa sạch, trừ một số những cái trường hợp đặc biệt thôi thì nó không không bằng mình rửa tay, còn đa số là nó sẽ rửa sạch hơn mình rửa tay. Thứ hai là nó lại phù hợp với nhà có độ đông người không, tùy gọi là đông người càng càng tốt đấy. Thứ ba nữa là nó lại rửa ấy nhá, nó lại phù hợp với mùa đông hơn nhiều hơn mùa hè nhá. Đấy, mùa đông là nước chúng ta mó vào nước nó rất lạnh, rửa bát cũng ngại, mà mùa đông thì đồ ăn hay hay dầu hay mỡ ít được rửa nó cũng lâu hơn. Đấy, bây giờ mình sẽ đi vào từng phần đó. Đầu tiên là về các hình thức bên ngoài, các nút chức năng của nó này, thứ hai là về cấu tạo bên trong này, thứ ba về nguyên lý hoạt động của nó này đấy, và mục thứ tư là nó rửa như thế nào, sạch thế nào. Đây, bên ngoài của nó các bạn đây nhé, thì nó sẽ gồm một nút đây, nút mở nguồn này, nút mở nguồn này, và nút những nút này là nút chọn chức năng này, chẳng hạn như là rửa xoong này, rửa cốc này, rửa nhanh, rửa ấy này, và rửa tiết kiệm, cũng là rửa thời gian dài đấy, nó sạch đấy đấy. Và đây bên này nó sẽ báo là nước cứng này, và nước bột bột rửa này, còn không là nút khóa trẻ em này,
hai dàn rửa độc lập, rửa cả hai dàn cùng lúc hoặc rửa một dàn riêng biệt này. Đấy, nút khóa cho em và nút xe tắt lúc ban đầu đấy, bây giờ trước khi mình vào thì bên trong mình tắt đi đã. Đây, mở ra cho các bạn xem nhé. Đây, máy đã gồm hai dàn rửa và một cái này để đựng đũa hay đựng thìa con này, dao rượu nhỏ nhỏ đấy. Thì cái máy này nhá, nếu mà các bạn úp vào đây thì thường thường theo mình tính toán, một nhà mình có độ 4 5 người ăn với những cái món ăn cơ bản đấy thì là nó sẽ rửa được khoảng hơn 2 bữa hoặc là 2 bữa của chúng ta nhá, hơn 2 bữa ăn. Nhà mình thì bữa trưa này thường thường ngày mình chỉ rửa 1 lần thôi, bữa sáng này úp vào đây này, ăn xong thì có thể úp vào đây này. Xong lại bật nút tráng, có nghĩa là nó chỉ tráng trong vòng độ 9-10 phút thôi, để mấy phút rồi là tráng sạch cái bát đấy. Bữa trưa mình lại úp vào đây xong mình lại bật nút tráng, tráng qua đi mấy phút thôi để cho nó hết những cái dơ dơ qua đã. Xong bắt đầu buổi tối mình úp vào thì nó mới đầy bát một thể, thì chúng ta mới ấn vào rửa đấy, một ngày rửa 1 lần thôi. Thì nó có cái nhược điểm là chúng ta lại phải sắm nhiều bát đũa hơn đấy, để chúng ta có thể ăn được một trong vòng đủ 1 ngày 2 3 bữa đấy. Và khi chúng ta rửa xong nhá, thì chúng ta cũng không phải lo là úp lên lên chạm lên đâu cả, mà cứ để nguyên đây luôn, bởi vì khi rửa xong là nó có chế độ sấy sấy khô luôn các bạn nhé, mở ra có thể sử dụng luôn. Đây bên dưới là chúng ta chủ yếu là úp đĩa này và úp xoong nồi này, dao này, thớt này, chảo này, úp được nhiều thứ lắm. Nếu mà úp vào đây là úp được cả vừa 2 cái chảo này, 2 3 cái xong con này, mấy cái đĩa luôn đấy, thậm chí là vừa cả cái mâm luôn. Nhưng mà chúng ta đừng 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 cho mâm vào đây nhá, bởi vì những cái đồ nhôm đồ yếu thì chúng ta không nên cho vào. Đồ nhôm cho vào là nó sẽ bị thâm đấy, bởi vì nó không không thích hợp với lại thưởng thức một cái nước nước giặt, nước cái bột giặt à, bột rửa của nó đấy. Và cái cấu bát con này, món này bát ô tô cái thứ rửa đây sạch lắm. Và cái cấu tạo của nó thì thế nào nhá, đây chỗ này để chúng ta đổ cái bột bột rửa vào này, đổ xong thì chúng ta đậy nó vào đấy, đổ xong chúng ta đậy vào. Còn bên này là xoáy ra để đổ nước cứng. Nước cứng để mục đích chúng ta gọi là nước cứng hoặc nước bóng, là mục đích là để trong cuối chu trình lúc rửa rửa xong rồi chúng ta thấy chúng ta sờ bát đũa cảm thấy nó ráo ráo, nó không bị gì đấy, nó ráo nó cứng nó sạch đấy. Và trong này nhá, nó sẽ có 2 cái tay này, mỗi cái một cái dàn nó sẽ có một cái đấy, mình quay cho các bạn xem này, lúc rửa nó quay như thế, bên dưới này cũng thế nhá. Đây, và trên cái tay quay đấy nó sẽ có nhiều cái lỗ lỗ đây, và cái lỗ này nó sẽ ngả, mỗi cái lỗ nó bắn vào một góc khác nhau đấy. Khi mà chúng ta bật chạy ở bên trong này này, nó sẽ những cái lỗ đấy nó phun ra những cái tia nước với áp lực cao mạnh đấy, để nó tia vào nhiều nhiều góc nhiều cạnh, nó xoáy hết vào cái khe kẽ bát đũa của chúng ta trong này nhá. Đấy, mà nó rửa đơn giản là rửa rất, rất sạch ấy. Và nó còn có, trong khi rửa nó còn có một khoảng thời gian nó rửa bằng nước nóng này, nước nóng nó và rửa nó trong thời gian rửa nó cũng tương đối dài đấy, nếu chúng ta để chu trình bình thường nó vào hơn 3 tiếng. Nhưng mà chúng ta yên tâm là hơn 3 tiếng đấy nó không thốn nước nhá, mỗi một lần rửa này, theo nhà công bố là chỉ khoảng độ 10 lít nước thôi. Này là một thứ hai nữa là không phải là nó cứ quay chạy suốt bằng đấy tiếng đâu, mà nó sẽ có thời gian ngừng mới nghỉ, có nghĩa là bởi vì nó còn cái nước ngâm mà nó phụt nước lên, nó ngâm ngâm bát để cho nó bở cái thứ này, nó vừa rửa vừa ngâm nên nó mới lâu thế. Tất nhiên là cũng có chế độ rửa nhanh là 1 tiếng nhá. Mình bị ho. Nhưng mà các bạn chọn chế độ rửa nhanh nó cũng không nhẹ điện hơn không, bởi vì rửa nhanh thì nó phải đẩy nhanh các chu trình lên, nó phải nước nóng nước yếc, nó phải tăng nước nóng lên hoặc là gì đấy, nên là rửa nhanh cũng không không tiết kiệm điện hơn các bạn nhá. Mà chúng ta cứ, nếu chúng ta phải có thời gian để chúng ta toàn rửa trưa tối mà ăn thì chúng ta cứ để chế độ bình thường nữa. Còn 3 tiếng nhưng mà nó vẫn nhẹ nước nhẹ điện nhá. Thì đấy, thế còn có những loại máy, máy rửa bát thì nó đã đỉnh bàn đấy. Máy này thì máy
Máy này thì một là các bạn có thể đặt độc lập bên ngoài, hoặc là chúng ta thiết kế được sẵn, thì nhà mình trước không thiết kế sẵn là đúng ra là không đút được vào dưới gầm, cái máy đút vào gầm được, để ngoài được. Còn có loại những loại máy nhỏ nhỏ để đỉnh cái bàn bếp, máy của Nhật cũng biết đấy, thì cái máy đấy nó lại có nhược điểm mà nó nhỏ đấy, nên là chỉ chúng ta chỉ úp được những bát con hoặc những cái xoong nhỏ nhỏ, đĩa đĩa các thứ thôi, nó cũng không được. Nói chung là nhiều cái là chúng ta vẫn phải rửa bên ngoài, chẳng hạn như là những cái thớt to, những cái gì đấy là, hoặc cái xoong to cũng biết là chúng ta phải rửa ngoài thì nó không được tiện lắm. Chúng ta đã mua về thì chúng ta phải rửa được hết, thì chúng ta mới mua, đã mất công mua, nên chúng ta đã mất công mua là chúng ta phải mua cái loại loại này. Nhà mình mua là 12 bộ nhé, là phải rửa là hết sạch, mâm rửa luôn, chỉ có cái mâm, mỗi cái là mâm bằng nhôm thì thôi mình rửa chịu khó ấy, trắng trắng qua bên ngoài vậy, còn đâu ra là rửa được hết, dao thớt rửa được hết. Cối mới chảy, dao thớt rửa được hết các bạn nhé. Thì đấy, hôm nay mình sẽ nói chi tiết về cái máy như thế thôi, thì các bạn cứ cân nhắc. Còn với mình thì mình mua cái máy này mình thấy rất ưng ý đấy, những lúc nào nhà có công có việc có cỗ một hai mâm hay gì đấy, có anh em bạn bè đến có mâm cơm đấy, là ăn xong, cứ ăn xong rồi vợ cũng không, chỉ cần lúc nào uống rượu xong là chỉ cần vứt đầy cái là xong hết, chứ không phải lo rửa bát, lúc đấy lại muộn muộn rồi, rửa bát cũng ngại. Hoặc là ngày mùa đông một yếc đấy, rửa rất bình thường. Ngày thường thì chúng ta có thể là một cũng có thể rửa hôm nay, hoặc là chúng ta rửa tay nếu mùa hè, tùy các bạn thôi. Thế nên video của mình đến đây là xin phép là kết thúc nhé. Chào các bạn nhé. Các bạn mà thấy hay thì nhớ ủng hộ cho mình bằng nút like video và đăng ký video để không bỏ lỡ những cái video sau của mình nhé. Mình còn review nhiều loại máy mà nó cũng thiết thực trong cuộc sống đó. Có khi chúng ta chẳng nghĩ đến đâu, nhưng nếu mà chúng ta đã mua về chúng ta thấy nó sẽ giúp ích được rất nhiều cho chúng ta. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Chào các bạn.